Xin chào các bạn nếu các bạn lần đầu tiên xem video hướng dẫn kết dự án này đó trên kênh của mình thì mọi người bớt chút thời gian cho mình nút like, nút đăng ký kênh ủng hộ mình nhé à, Thưa các bạn à, vào ngày 11 tháng 11 2021 mình có chia sẻ với mọi người cái dự án là nhận được là 10 token AD3 à, mạng ETH à, nhé à, Thì mình xin à, thông báo với mọi người là hiện nay token này đã cho cờ làm, tốc, à, đã cho clam à, cái số lượng token về ví của mọi người nhé Thì à, mọi người có thể vào à, kiểm tra lại cái post Ờ... À, mình sẽ để cái link uh, tài khoản, link uh, của cái dự án ở dưới phần mô tả để mọi người. Mọi người có thể kiểm tra dự án trước đây mọi người có tham gia không để mọi người vào lam token này về ví nhá. Thì uh, ở trên group của Terra, group terra cũng như kênh channel nó cũng bảo là mọi người vào lam để kết nối ví cũng như kênh terra để mọi người có thể tốt cần nhá. Đây, nó sẽ hướng dẫn trong này luôn nhá. Ở đây thì nó sẽ có hướng dẫn này. Đầu tiên mọi người sẽ vào đây, mọi người sẽ <laughs> đây mà mọi người sẽ vào cái link này này mọi người check cho mình ở đây nó sẽ có nhóm nó test nhóm telegram luôn nhá là kênh medium ấy nó bảo mọi người vào đây để check này đây mọi người kiểm tra này mọi người sẽ vào đây nhá mình sẽ mở cái link này lên nó bảo này hiện tại thì nó đã mở cái Lam token uh, prami uh, protocol uh, mọi nhá ad 3 này ở đây trước tiên mọi người vào đây mọi người copy được cái link này, này, mọi người sẽ kích vào cái link này trước tiên này ở đây mọi người kích vào cái link này nhưng trước tiên mọi người cần phải à, kiểm tra xem à, cái à, cái dự án của mọi người làm trên cái uh, Telegram cái kênh uh, Telegram nào để mọi người check để xem uh, kênh Telegram của mọi người là kênh nào nhá. Đây, như các bạn uh, đã làm kênh này thì mọi người sẽ dùng cái, cái uh, kênh Telegram này, mọi người sẽ copy lại cái link đấy. Sau đó mọi người vào đây, mọi người cần phải kết nối cái ví À, kết nối tài khoản à, Twitter à, của mọi người nhé. tức là mọi người vào cái link này nó sẽ bắt buộc mọi người kết nối với tài khoản Telegram. <laughs> sau khi kết nối tài khoản tài khoản Telegram thì mọi người sẽ thấy nó sẽ cho mọi người một cái link tức là một nó giống như một cái link giới thiệu hoặc là một cái link để à, à, bảo mật cái tài khoản của mọi người thôi. mọi người copy lại sao chép lại và dựa cắt đi. sau đấy mọi người sẽ đăng nhập vào đây cho mình nhé. đây nó sẽ hiển thị như thế này khi mọi người đăng nhập vào đây này này nhé. đấy. thì à, khi vào đây rồi thì mọi người sẽ mở giao diện lên máy tính đây cho mình Ok đây mọi người để ý như thế này nhá Ở đây nó sẽ có phần này có chữ phần account mọi người sẽ để ý vào đây này Khi mọi người vào đăng nhập được vào đây rồi thì nó sẽ hiển thị là ở đây nó sẽ có một cái DID nhá Đấy nó sẽ có một cái DID đây Giờ mình sẽ mở lại này Đây mình sẽ mở lại trên à, kênh Medium của nó nhá và kênh channel này, mọi người sẽ mở vào kênh channel của nó sau đấy mở kênh medium lên. Ở đây nó trong cái uh, à, link này thì nó cũng hướng dẫn mọi người nhá, nó sẽ cũng hướng dẫn nhá. Đấy, cho nên anh em nó bảo là nó sẽ uh, dùng trên máy tính này thì anh em có thể chuyển đổi xong máy tính ở đây thì mình dùng điện thoại thôi. Đây nó sẽ hướng dẫn này. Khi mọi người vào kích vào cái link này, link đầu tiên này thì nó sẽ giao diện như thế này, mọi người sẽ bấm vào create à an ID team mọi người nhá. Đấy bấm vào đây thì nó sẽ chuyển xuống đây nó sẽ bảo mọi người kết nối cái tài khoản à, à telegram của mọi người trước khi mọi người trước đây mọi người làm này khi kết nối tài khoản telegram ấy thì nó sẽ bắt mọi người nhập cái số điện thoại sức à, số điện thoại của mọi người đăng ký tài khoản telegram đấy nhập vào xong thì nó sẽ gửi một cái tin vào cái telegram của mọi người nhé vào đấy mọi người bấm con phim như mình vào vào kênh telegram ấy. đây giả sử như trong kênh telegram mình lúc nãy nó sẽ có một cái tin như thế này nhá không biết nó còn được không mình cho mọi người luôn xem luôn. Đây nha mọi người nhá. Khi mọi người uh, nhập số điện thoại xong thì nó sẽ vào vào đây nó sẽ có một cái tin nhắn như thế này. Đây tin nhắn như ở đây nhá. Mọi người sẽ bấm confirm cho mình, bấm confirm này. Sau khi bấm một con phim chấp nhận ấy, chấp nhận ấy thì mọi người quay trở lại cái 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 link này thì nó lập tức nó sẽ hiển thị là chấp nhận nhá. Thì ở bên này thì mọi người chỉ cần bấm một lượt thôi, bấm confirm được nhá. Đấy. Sau đây vào bấm chấp nhận như mình. Rồi. Sau đấy nó sẽ cho mọi người một cái link đây, một cái link a uh, à, magic link để mọi người lưu lại đây cái link giống như một cái link link bí mật để mọi người không không tức là cái link này mọi người không cho ai xem nhá đấy sau đấy mọi người lưu lại cho mình con phim lưu lại cho mình nhá đấy con phim lưu lại thì à, lập tức nó sẽ chuyển sang giao diện là nó sẽ chạy nó loát nó loát để cho nó tạo cái tài khoản tài khoản của mọi người đấy đấy sau tiếp theo là sau khi tạo tài khoản xong <laughs> thì đăng nhập vào link như thế này thì mọi người sẽ đăng nhập vào như tình như, như, như thế này mọi người nhá đấy nào mọi người sẽ đăng nhập như thế này thì mọi người sẽ thấy hiển thị chữ wallet ở đây mọi người thấy nhìn số 10 đấy nhá đấy như hiển thị như thế này thì bây giờ mọi người sẽ bấm vào chữ account cho mình rồi sau khi bấm account xong thì mọi người sẽ thấy có dọc có cái dòng chữ DID này nhá đây đây nhá mọi người nhá mọi người sao chép lại cho mình tiếp tục mọi quay trở lại đây mọi người sao sao à, chép lại cho mình bây giờ mọi người copy lại cái link này bây giờ mọi copy lại cái link này rồi mọi người sẽ đăng nhập với tài khoản à, trên à, ví của mọi người, mọi người sẽ vào ví metamask à, trước đây hoặc là ví trust wallet trước đây anh em tham gia, mọi người dùng ví nào thì bây giờ mọi người sẽ đăng nhập vào ví đó, mọi người kết nối với cái với ví eth của mọi người nhé, đây, vào đây mọi người chọn mạng lưới eth cho mình này, sau đấy vào phần ba à, gạch ở đây, tới đến một phần trình duyệt này, vào đây thì mọi người sẽ dán cái link thứ hai ở dưới phần mô tả nhé mình sẽ mình lát nữa mình sẽ dẫn link ở dưới phần mô tả cho mọi người luôn đây mọi người kết nối này rồi mọi người sẽ để đặt vào đây cho nó load nhá ok vào đây này mọi người sẽ bấm login này tức là mọi người sẽ login tài khoản telegram đây nó sẽ bắt mọi người login tài khoản telegram lần nữa này khi mọi người login thì nó sẽ bảo đây, chấp nhận này rồi Ok Đã xong Đấy lập tức mọi người thấy không Lập tức mọi người sẽ thấy là Mọi người sẽ thấy là có cái à, Mọi người sẽ nhận được cái token ở đây nhá Đấy nó sẽ hiển thị token của mọi người đây Bây giờ mọi người sẽ à, Vào Cái link thứ Cái, 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 cái UID đấy Tức là UAD của mọi người đấy Tức là UAD ở trong cái uh, Trang app rami đấy Mọi người đây Cái chỗ mà mà đi ấy Mọi người sao chép lại cái link Cái, cái UAD này Sau đó quay trở lại đây đây nhá, quay trở lại đây mọi người sẽ dán cái y ở đây vào đây cho mình. Đâu ta? Đây, mọi người sẽ dán vào đây cho mình nhá, có chữ go này. Rồi mọi người dán vào đây cho mình. Đấy, dán vào bấm chữ go. Rồi bây giờ bấm vào go wallet. Rồi. Rồi, bây giờ mới đến lượt kết nối địa chỉ ví này. Ở đây chúng ta bấm vào wallet connect này. Đấy, mọi người bấm connect cho mình. Chúng ta sẽ chọn một ví MetaMask nhé. Rồi bấm kết nối. Chọn mạng lưới Ethereum mọi người nhé. Rồi nhá. Oh, nó trừ phí ga mà Khi kết nối nó trừ phí ga. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ cần làm này. Quay trở lại đây. Bây giờ bấm vào chữ Ethereum. Check now. Rồi, mình kết nối xong đó. Ở đây bước này thì là mọi người sẽ claim rồi. Như vậy chúng ta đã claim đây. À, như, như vậy là nó bảo chứ là như thế này là chúc mừng nhá. Đây mọi người mình sẽ dịch cho mọi người luôn này. Đây, nó sẽ bảo là xin chúc mừng bạn sẽ nhận được. Đấy, như vậy mình sẽ nhận được là 65 token ADA vào ví à, khi mọi người khi nó à, phân phối token mọi người nhá. Đấy, thì có thể là mọi người sẽ à, lúng túng cái bước này nhưng mà nó khá đơn giản thôi tức là mọi người cần phải có à, mọi người cứ vào đầu tiên này mọi người để ý mình mình nói này đấy nhá mình sẽ hướng dẫn lại một lần nữa nhá đầu ta tức là mọi người vào cái link này link ở trên à, medium này mọi người sẽ lên lên trên à, cái trang medium đấy đấy thì mọi người sẽ tạo cho mình một cái à, ví đây mọi người vào trang Medium này nó hướng dẫn mọi người luôn nhé ở đây thì mình sẽ vào vào lại Medium cơ đây trên kênh Medium nhé mọi người để ý này khi mọi người vào đầu tiên là mọi người sẽ kích vào cái link đầu tiên này đây mọi người sẽ click vào cái link này trước tiên này sau đấy mọi người sẽ tạo cho mình một bấm vào chữ Korean uh, ID Identity này nha mọi người nhé tức là mọi người sẽ kết nối cái tài khoản uh, Telegram đây kết nối tài khoản Telegram với cái kênh này đấy với cái trang này sau khi kết nối tài khoản Telegram để cho nó chạy nhé chạy một phần trăm nếu như nó chậm ấy mọi người sẽ loát lại màn hình như mình khi loát màn hình thì nó sẽ có một cái link như này mọi người sao chép và uh, giữ nó một nơi an toàn đấy tiếp theo là mọi người sẽ uh, copy là cái DID này. Đấy, rồi bắt đầu mọi người sẽ dùng kết nối vào cái link thứ hai này, link Eros parami này, IO này. Mọi người kết nối ví metamask của mọi người, login tài khoản telegram và kết nối ví metamask của mọi người nhé Đấy. Sau đấy là mọi người sẽ dán cái ID vào đây. Đấy, nó lập tức cái số lượng token của mọi người nó sẽ hiển thị ở đây và mọi người dán token AD3 à, dán cái ID của mọi người vào đây và bấm bấm go cho mình nhé Đấy, nó kết nó sẽ bắt mọi người kết nối tài khoản tài khoản này với cả ví ETH tức là cái ví trước đây mọi người tham gia đó đấy. đấy sau khi bấm chỉ cần bước kết nối nó này xong là nó sẽ <laughs> nếu như bọn nó bảo go to wallet tức là kết nối ví ấy, thì <laughs> thì mọi người sẽ bấm vào đây để kết nối ví này tiếp theo là mọi người check nào tức là nó sẽ chuyển cái token vào ví của mọi người khi mọi người có chữ là cả, có chữ giống như chữ mình đây, có chữ như thế này, tức là mọi người đã nhận sẽ nhận được token cần trong khi nào nó phân phối mọi người nhé, đấy, ok, nói chung là video cũng hơi khó hiểu nhưng anh em có thể vừa xem mình hướng dẫn và xem lại ở trên cái trang Medium này nó hướng dẫn nhá. cảm ơn mọi người đã xem video, hẹn mọi người những video dẫn tiếp theo, đừng quên cho mình like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, xin chào và hẹn gặp lại.